Trứng cà rốt, trứng thơm thơm, trứng thơm 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 như cái bánh đó. Nếm thử đi. Thôi thích thích. Chả trứng cà rốt, trứng có protein, có chất dinh dưỡng, cà rốt có vitamin A và rất nhiều chất xơ. Ồ, ngon con nhỉ. Có mùi trứng nấu vô thơm như cái bánh. Rồi này có biết bánh là cái gì đâu mẹ. Ngon. Chả trứng cái rốt ngon ngon. Trời ơi trời ơi trời 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 egg and carrot, trứng cà rốt. Con nghe mùi thơm một trứng á, thơm nhỉ, thơm quá đi. Lòng đỏ trứng là cà rốt, lòng đỏ trứng là cà rốt, rốt dính rồi. Ba mình quên rửa cái tay cho mình rồi, mình không có cái gì đều hết rồi mẹ ơi. Mẹ chui cho con đỡ nha. Mẹ thấy món này ngon không? Mẹ ơi, mẹ ơi em cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã chuẩn bị bữa trưa ngon miệng cho con nhé. Không có chi. Em ăn ngon là mẹ vui rồi. Không có chi. Em ăn ngon là mẹ vui rồi. Mình là bể. Cái chén này bị bể đó. Ăn ngon nha. Con ngồi im ăn nha. Ngồi im lặng ăn nha. Em ngồi im, em ăn ngoan, em là em đi nè ăn ngoan. Em ngồi im, em ăn ngon, em đi nè ăn ngon quá trời. Đúng rồi. Con có vị thích mùi trứng nha. Mẹ ơi, cháo trứng cà rốt thơm như cái bánh đấy. Bánh cà rốt cũng có trứng rồi còn cà rốt là có bơ nữa là thành cái bánh. Thế mình ta ăn cái này là ơi chị ăn bánh cà rốt rồi. Đúng không? Ăn cái này là cứ làm bánh cà rốt luôn. Ăn bánh cà rốt chay. Đó. Nè, con không thích ăn nữa thì con cứ ngừng thôi. Đúng rồi. Con no ngon miệng thì con ăn. Mẹ no rồi thì ngừng thôi. Đúng không? Mẹ cũng thế. Con bánh này mẹ đâu có thích ăn đâu.
con cũng thế thôi. Thì ngày nào em không thích ăn thì mình cho em nghỉ thôi. Đúng không? Mình tính là mình tính đường dài chứ mình đâu có tính đường ngắn đâu. Tính đường dài là lúc nào em ăn cũng ngon miệng hết. Lúc nào em ăn em cũng vui vẻ mẹ ơi. Lúc nào em ăn em cũng vui vẻ hết nha. Này em không muốn ăn nữa thì mẹ ngưng mẹ cắt đôi cái sao đâu. Hồi xưa bà ngoại nuôi mẹ cũng vất vả mà, nên giờ mình đâu có nói với em đâu. Em là em bé thôi mà, nuôi em phải vất vả chứ, đúng không mẹ? Không vất vả em sẽ là tính là nuôi em bé được, nên mẹ đâu có nói gì đâu. Mẹ đâu có nói gì đâu. Mẹ chỉ cảm ơn em thôi. Mẹ biết ơn em. Mẹ biết ơn con, mẹ cảm ơn con. Mẹ cảm ơn Mina nha. Mẹ cảm ơn Mina là em bé vui vẻ hạnh phúc nha. Cảm ơn Mina là em bé vui vẻ hạnh phúc. Mẹ mong con ngày nào thức dậy cũng hạnh phúc nha. Hết rồi. Hết chén rồi. Giỏi quá đi. Hết rồi. Bây giờ con muốn ăn cũng có món ăn nữa. Hết rồi. Yeah. Mina vỗ tay nè. Yeah. Giỏi quá